đập dây thừng ở tư thế chuẩn bị, hai chân trụ vững, mở ngực và thẳng lưng, trùng gối và người hơi ngả về phía trước, hai tay nắm hai đầu dây thừng và ở tư thế kéo sợi dây. Động tác thực hiện: hai tay lần lượt đưa tay lên xuống sao cho hai chiều ngược nhau. Thực hiện động tác một cách liên tục và nhanh nhất có thể. Hoặc hai tay các bạn có thể cùng chuyển động theo một hướng giống nhau. Thực hiện một cách liên tục và nhanh nhất có thể. Về cách hít thở, các bạn hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Giữ đều nhịp thở trong suốt quá trình tập luyện. Lưu ý, đây là bài tập sử dụng cường độ cao, chỉ sử dụng lực của tay và vai. Các bạn sẽ cảm thấy rất mỏi tay và vai. Sau buổi tập, các bạn nên thư giãn và massage vùng cơ này.